có một bình luận của bạn Hợp Khương là đố anh kiếm được chiếc Nokia có anten xem tivi ngày xưa theo mình biết thì từ trước đến nay thì Nokia chưa bao giờ sản xuất những chiếc điện thoại mà có anten kéo lên để xem tivi được hết ha nhưng mà Nokia có nhiều mẫu điện thoại có khả năng xem tivi DVBH và trong video này chúng ta sẽ cùng nhìn lại những mẫu điện thoại mobile tv ngày xưa của Nokia ha và mình nhớ thì tầm năm 2007 đến năm 2010 ấy, Trung Quốc có làm nhái rất là nhiều những điện thoại của Nokia và nó có khả năng kéo anten lên để xem TV bình thường nha các bạn ha. Và những chiếc điện thoại đó thì mình sẽ không bàn tới trong cái video này mà chúng ta chỉ tập trung vào những chiếc mobile TV chính hãng của Nokia thôi. Như trong cái video các bạn đang nhìn là một trong số đó ha, Nokia N96 chính là một trong những mẫu mobile TV của Nokia. Đây là mẫu smartphone chạy hệ điều hành CBN là điện thoại đầu bảng của Nokia vào năm 2008. Nó trang bị màn hình kích thước lớn 2,8 inch, bộ nhớ trong 16 g và nó đầy đủ các kết nối Wi-Fi, 3G, định vị toàn cầu GPS. Ngoài ra nó còn tích hợp cái bộ thu truyền hình kỹ thuật số DVB. Hát, ha. Thì vào cái thời điểm nó ra mắt thì Việt Nam mình có VTC hỗ trợ cái dịch vụ này và có khả năng là mở được khoảng 12 kênh. Và cái phí cho dịch vụ này hàng tháng là 120 000 ha. Với dung lượng pin là 900 mm thì Nokia N96 có thể xem TV liên tục khoảng 1 tiếng 30 phút ha, vừa bằng cái thời lượng một bộ phim hoặc là một cái trận đá banh. Ở thời điểm hiện tại thì Nokia N96 được bán lại với mức giá cũ thì tùy theo cái hình thức nó sẽ dao động từ vài trăm ngàn cho đến vài triệu đồng ha. Đến với cái chiếc điện thoại thứ hai đó chính là Nokia 5330 Mobile TV Edition được ra mắt vào tháng 11 năm 2009 ha và đây chính là cái đại diện chạy S40 duy nhất ở trong những chiếc điện thoại mà hỗ trợ xem TV của Nokia nha. Nó trang bị màn hình 2.4 inch kết nối 3G nè và những cái phím chơi nhạc chuyên dụng tại vì nó có một cái phiên bản y chang như vậy nữa bán tại thị trường Việt Nam với tên gọi là Nokia 5330 X-Fest Music ha, thiết kế tương tự như một chiếc quy hiệu luôn. Và theo mình biết thì đây cũng chính là chiếc điện thoại cuối cùng của Nokia trang bị cái khả năng xem TV truyền hình kỹ thuật số DVB nha. Rồi chúng ta đến với chiếc điện thoại Nokia N92 Đây chính là chiếc điện thoại đầu tiên của Nokia Có trang bị khả năng xem TV kỹ thuật số DVB ha Và nó chạy hệ điều hành Symbian Trang bị màn hình rộng 2,8 8 inch Và nó ra mắt năm 2006 nha và đây cũng chính là chiếc điện thoại đầu bản của Nokia năm 2006 khi mà nó trang bị đầy đủ các kết nối Wi-Fi 3G ha. Ngoài ra thì nó sở hữu cái thiết kế xây lật cực kỳ độc đáo và nó thể hiện cái khả năng thiết kế đỉnh cao của Nokia vào thời điểm đó. Ở thời điểm hiện tại để sở hữu cái chiếc Nokia N92 thì các bạn có thể mua dạng máy cũ ở trên các trang thương mại điện tử với mức giá dao động trên dưới là 2 triệu đồng ha. Và đến với vị trí cuối cùng trong danh sách này là Nokia N77 được ra mắt năm 2007 cũng trang bị khả năng xem TV kỹ thuật số DVB ha. Và nó chính là một chiếc điện thoại chạy hệ điều hành Symbian của Nokia. Trang bị màn hình rộng 2,4 inch, độ phân giải là 16 triệu màu ha và ở thị trường hiện tại các bạn có thể tìm mua Nokia N77 với dạng cũ với mức giá vào khoảng 900 000 ở các trang thương mại điện tử. Rồi các bạn nghĩ sao về những chiếc điện thoại hỗ trợ xem TV của Nokia và các bạn đã sử dụng thiết bị nào hay chưa thì các bạn hãy bình luận phía bên dưới video ha. Trên đây là những chủ đề khác các bạn thể quan tâm. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo nha.